Thế là em đi vào Thảo Cầm Viên thì em vô tình em bắt gặp ánh đang hát trong Thảo Cầm Viên. Thế là em đuổi theo anh ấy để xin chữ ký, nhưng mà không thấy anh ấy đâu cả, mất tích. Vài năm sau em vào Sài Gòn em sinh sống và lập nghiệp thì là gặp lại anh ấy, và giống như là một cái cơ duyên, một cái định mệnh của cuộc đời mình đấy ạ. Anh ơi, em có em bé rồi. Ồ vậy hả? Dạ. Do vậy em thấy là thôi, số phận mình cũng vậy rồi, không thể có được. Đây có là nghĩa một... là chính vì vậy mà em không có ý định giữ gìn đó phải không? Dạ đúng. Kiểu rồi. Như là không kiêng khem gì hết. Dạ. Thả luôn. Em nghĩ là mình không thể nào mà có em bé được. Mình thấy nó vừa hay hài mà nó vui vui. Vui chứ, vui mà với em. Rất vui mà nó bị sốc. Nó bị sốc thật sự. Mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Trời ơi. Trời ơi. Tái ngộ, tái dạ, ngộ. Dạ lại tái ngộ nữa à? Tái ngộ là tái ngộ sao? Tại vì em cùng với Ngọc Lan đã đến nhà của hai vợ chồng gõ cửa thăm nhà rồi chị. Xin chào chàng trai nhạc sĩ mắt nai cha cha cha. Xin chào MC vui tính đẹp trai hài hước Quốc Thuận. Đã từng làm nền cho chị Thúy Nga hát bài mắt nai cha 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 suốt thời thanh xuân của ảnh. Thanh xuân của mình là gắn liền với mắt nai cha cha cha. Cha cha. Và cái mối tình đơn phương vẫn cũng gắn liền với mắt nai cha cha cha. Cái đó là lỗ. Tới bây giờ vẫn còn yêu chị Thúy Nga. Cái đó là bạn đừng nghe cô ấy nói nha. Đừng nghe những gì cô ấy nói. Cái phần cuối, cái phần mà yêu thầm Thúy Nga là không có nha quý vị. Bữa đi ra chợ có người hỏi rồi kìa. Chị Luân rất may mắn được ngày hôm nay đến với chương trình, gặp anh Thuận, chị Hồng Vân, dẫn bà xã tới để có những cái chia sẻ, tạm gọi là vạch mặt cho người xem. Gọi vạch mặt mà ở đây thú vị lắm. Cái cô gái bên đó thì quá là xinh xắn vậy đó à. Trước tiên thì cho em được gửi lời chào đến cô Hồng Vân và anh Quốc Thuận, cũng như là tất cả quý vị khán giả đang theo dõi qua chương trình Vợ Chồng Son. Em tên là Liên Thảo, hiện tại thì em đang làm công việc là MC dẫn dự sự kiện, cũng như là em làm giáo viên. Hiện tại thì em cũng với cả anh Luân là đang có một công ty tổ chức sự kiện nữa. Cưng nhiêu tuổi rồi nè? Dạ vâng, em với cả anh Luân là anh ấy sinh năm 82, còn em sinh năm 94. Cô hay gọi là cổ là con chó con, em là chó già. Ê cái cặp này bắt trend kịp ghê á. Bắt trend sao chị? Bắt trend ra nè, bắt trend ra nè, nó nghe ra nè. Tại vì ngày xưa lúc mà quen nhau thì anh ấy hơn em một con giáp này. Đã thế anh ấy còn kiểu rất lo lắng, chu cấp. Xong rồi lo tất tần tật từ cái ăn, cái mặc, nói chung là cái gì anh cũng lo, cho nên đúng là như một người anh, một người cha vậy. Một người cha, một người anh, một người bạn. Và đôi khi là em hay gọi đùa anh ấy là Sugar Daddy, còn em trời là Sugar Baby. Đó, bắt kịp trend dễ sợ. Sugar Daddy, Sugar Baby. Dạ không, mà dù em nhiều tuổi nhưng em vẫn trẻ và em không đồng ý với kiểu đấy. Em vẫn là Sugar Baby. Ồ, dạ. Vậy cuối cùng là ai là Sugar lớn? Sugar Mommy. Trời ơi, dễ sợ quá. Nhưng mà nói nào ngay nha, chị nói thiệt, hai đứa nhìn rất là xứng. Rồi bây giờ tới bạn giới thiệu về mình. Dạ, kính thưa hai MC xinh đẹp. Dạ. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, em tên là Sĩ Luân. Dạ, em sinh 1982. Em là Sugar Baby của Sugar Mommy. Như vậy thì là em gạn lọc khơi trong, em tìm được cái Mommy Sugar của em là ở cái nhánh nào trong công việc của em? Dạ em tìm được cổ trong chùa. Em trong biết chùa. Em biết. Bữa nay chị mới gặp được bé này á, chị không tưởng tượng là nó xinh xắn mà nó đẹp như một công chúa vậy. Mà trời, mà lại chấp nhận luôn. Là có baby rồi luôn hả? Dạ vâng ạ. Cổ đã gài em rồi chị ạ. Trời ơi, công chúa nhỏ được nhiêu rồi? Bé hiện tại là được 6 tháng và bé hiện gần nặng gần 8 kg và rất là kháu khỉnh, dễ thương. Và đặc biệt em hay gọi là hoa hậu thân thiện, bởi vì bé rất là hay cười, gặp đúng ai cũng vậy. Cười và ít bữa khi là khóc gặp lắm em ạ. Thôi đó mà đã cười sặc sủa luôn. Cười. Khi em đi chùa làm các khóa tu mùa hè, gặp một cô gái mặc đồ lam không mấy cấp gì cả, mà cổ quét dọn lau chùi này kia rồi phục vụ các ca sĩ, thấy thương quá. Ồ vậy đó. Và hả? Ở trong chùa nhiều ngày để phục vụ khóa tu khóa lễ, thì em thấy là đây là một cô gái có một cái sự tinh khiết trong tâm hồn, và những người trẻ mà cống hiến sức của mình cho cộng đồng, đó là cái điều rất tốt. Thì em cảm nhận đây là một cô gái có cái điểm chung với mình. Em không ngờ là sau đấy cổ đã cua em. Tại sao lại có một cái phản ứng giật đó.
Là sao, sao em? Em có cua ổng không? Người ta nói là phụ nữ thì yêu bằng tai mà đàn ông thì yêu bằng mắt. Em thì lại yêu anh ấy từ cái mùi hương của cơ thể anh ấy cơ. Đó. Tức là lần đầu tiên khi mà gặp nhau ấy là em thấy sao anh này nó thơm gì đâu, rất là thơm. Và sau đó em ấn tượng nhất đối với anh Luân đó chính là cái sự giản dị của anh ấy. Bởi vì anh là một người nổi tiếng nhưng mà gặp ai anh cũng rất là hòa đồng, anh cũng chào hỏi mọi người một cách rất là dễ thương. Và anh ấy chủ động là làm quen với em luôn. Em cảm thấy rất là ấm áp. Và sao ta, tiếng sét ái tình đúng không ạ? Em có ý kiến này nữa. Em quý cô ấy nhưng mà cô ấy chủ động tấn công em. Tấn công bằng cách nào? Bằng nhiều hướng. Có nghĩa là sau đó hay là tại thời điểm đó luôn? Dạ sau đó chứ. Nhưng mà trước đó em có biết anh này chưa? Em biết anh ấy từ hồi mà còn nhỏ, em đã nghe nhạc của anh rồi. Hồi năm lớp 8 mà em được bố cho vào trong này để chơi. Tại vì ngày xưa là em ở Hà Nội. Thế là em đi vào Thảo Cầm Viên thì em vô tình em bắt gặp anh đang hát trong Thảo Cầm Viên. Thế là em đuổi theo anh ấy để xin chữ ký. Nhưng mà không thấy anh ấy đâu cả, mất tích. Vài năm sau em vào Sài Gòn em sinh sống và lập nghiệp thì là gặp lại anh ấy. Và giống như là một cái cơ duyên, một cái định mệnh của cuộc đời mình đấy ạ. Em được gặp cái người trong mộng của em. Em được gặp cái người mà gọi là giống như em yêu thầm. Mà lại, bây giờ em lại gọi là giống như là em chiếm hữu được toàn bộ người ấy, từ thể xác lẫn tinh thần, vật chất lẫn, phải nói là chiếm hết luôn đó, đúng không? Mà nhiều khi đúng là thực sự là em không bao giờ tưởng tượng được là Sĩ luôn lại là chồng của mình. Khi mà em nghe như vậy em đã không? Tức là trái tim em nó giống như là... Nó thực sự là mình dùng cảm giác là nó vui sướng gì cực kỳ. Đúng vui không? Mà nó còn sướng nữa. Vì mình không nghĩ là một cái người mà thương mình lại là một cái người hâm mộ mình từ nhỏ như thế. Cho nên là ông Tơ bà Nguyệt là có thiệt nghe mấy đứa. Cái lúc đó là đã yêu chưa? Lúc đó thì thật sự là quý thôi chứ chưa yêu. Chưa yêu đúng không? Nhưng mà mình thấy là một cái cô bạn trẻ, mình gọi là bỏ xứ mà vào trong một cái vùng đất mới, lập nghiệp và chịu khó. Ngoài cái việc buôn bán này kia, ngoài đường ngoài xá, dành thời gian đi học, rồi còn đi vô chùa làm công quả, rửa chén, rửa bát, làm tất cả mọi thứ phục vụ mọi người, thì bản thân em cảm thấy là một cái sự yêu quý. Mình có cảm tình. Yêu thì mà không thể lúc đầu mình gặp nhau mà yêu được liền. Rồi đến khi nào thì mới là chính thức yêu nhau? 6 tháng sau liều nhau. Thực sự đến tận bây giờ cái khoảng thời gian mà em nghĩ lại em vẫn còn thấy sợ, đó chính là khi mà em vào Sài Gòn thì mọi thứ đối với em rất là mới mẻ. Em không hề có một người bạn ở đây. Thực sự là lúc đấy em rất là cô đơn và lạc lõng. Thì em chỉ còn cách là đi lên chùa để có thể là làm công quả, cũng như là mình có một nơi để mình nương đi về. Và vâng, có một nơi để mình nương tựa. Lúc đấy em không có một đồng nào trong người cả. Em quen một cô bạn ở trên chùa. Cô mới bảo là thôi mấy giờ mày không có tiền thì mày qua nhà tăng mày ở tạm. Mà nhà của bạn ấy khoảng 20m2 mà có ba mẹ con ở. Không có tiền, thế là bắt đầu mới đi bán cái điện thoại của mình. Bán được 200.000. Rồi hàng ngày đi bán sim dạo ngoài đường vậy đó chị. Xui ở cái là cái chỗ mà em làm thì nó lại giật tiền của em, nó không trả tiền cho em. Khi mà em thiếu tiền quá thì là em đành phải vay tiền bạn thân của em ở ngoài Hà Nội thì bạn chuyển tiền cho em. Thì khi mà em ra ngoài ngân hàng em rút tiền thì cái thẻ nó núp vào cái máy của em, cái thẻ ATM của em. Thế là em không có cách nào khác, em đi ra ngoài ngân hàng để em cầm chứng minh thư đi để rút tiền thì em để cái điện thoại trên bàn, thế là trộm nó cướp mất luôn. Lúc đó em cũng không để ý. Số đúng nhỏ. Thế xong rồi không có tiền mà không có một cái gì cả. Xong rồi vô tình em gặp anh Luân như một quý nhân phù trợ. Em phải dùng từ quý nhân phù trợ bởi vì anh ấy giúp đỡ em rất nhiều. Thực sự là nếu mà không có anh Luân thì em không biết phải là sống như thế nào trong khoảng thời gian đấy. Không biết làm sao cái ơn này mình trả hết nữa. Thôi bây giờ dùng tâm thân này để trả. Thôi cứ lại đi à, thí chủ à. Trời ơi, nhưng mà số xui đó, cô này gặp nhiều cái chuyện xui. Như vậy là hai bạn là yêu nhau mấy năm rồi? Yêu và cưới luôn là bà mấy năm rồi? Dạ từ 23 tới bây giờ. Luân với Thảo là đã hình như là chưa kết hôn đúng không? Dạ kết hôn rồi nhưng mà chưa cưới ạ. Đăng ký kết hôn thôi. Dạ vì chúng em cố gắng đám cưới nhưng mà chúng em không chiến đấu lại con virus. Con virus đúng ra là trong năm nay. Dạ thì là, nhưng mà trước khi mà dịch xảy ra thì tụi em có làm một cái lễ hàng thuận tại Thái Lan. Chị đang muốn hỏi rồi em bé thì sao? Em bé ra đời trong hoàn cảnh như thế nào? Dạ trong hoàn cảnh tai nạn ạ. Tai nạn sao? Cô ấy với em thường xuyên đi du lịch và bụng cô ấy không có tốt. Nhiều khi là 5 lần đi là coi như 2 lần vô bệnh viện. Là ăn không tiêu. Thì sau nhiều lần ở bệnh viện thì là cũng đau bụng, em nhớ bình thường. Rồi cô ấy chuẩn bị đi Anh du học. Là bé này á, đang chuẩn bị là đi Anh. Đi Anh, dạ. Nhận cái show cũng sau đó cũng cả năm đã trời. Đã ký hợp đồng với cả khách hàng rồi. Sau đó thì đùng cái là cầm cái tờ giấy và cô khóc như mưa. Ướt cả cái tờ giấy. Anh ơi,
Em có em bé rồi. Ồ vậy hả? Dạ. Hôm đấy là chỉ nghĩ là anh đưa em đi bệnh viện, chỉ nghĩ là để khám nội soi xem là có gì không. Thì nhưng mà bác sĩ nhất quyết là bảo là thôi siêu âm trước đi để xem là có em bé hay không đã. Sau đó thì trời, giống như là một cái tin động trời làm em đứng hình phải mà rất là lâu về sau em mới có thể tỉnh táo rồi mà em bước ra khỏi cái giường bệnh rồi để em xuống em đưa kết quả cho anh. Thế là em đưa cho anh tờ giấy thì em quay mặt coi đi anh nhìn đi. Nhưng mà còn Luân thì sao, khi mà Luân dạ. Luân có rung không? Luân cầm tờ giấy đó Luân ấy thì phản ứng em thế nào? Em thì mẹ nuôi của em bác sĩ Nguyệt là bác sĩ trưởng khoa ở bệnh viện Vạn Hạnh. Thì em đang ngồi nói chuyện với mẹ rất bình thường, thế là mẹ với em đều phá lên cười, chúc mừng. Thì là mẹ cũng nói là mẹ thấy con 40 tuổi rồi, sao mãi không thấy mày có vợ có con nữa. Cho nên cái việc là thay vì có em bé là người ta sẽ bất ngờ thì hai mẹ con vui chúc mừng, mày không bị vô sinh, mẹ em chúc mừng em. Nhưng mà trước đó là Luân có bao giờ sợ là mình bị cái đường con cái không? Cũng sợ á, tại vì xung quanh em bạn bè đa số là không sinh được. Và có những bạn học trò của em kết hôn 10 năm cũng không có con. Và các ca sĩ học trò của em thì đôi khi định cư ở Mỹ một năm mà về đây vài lần để làm thụ tinh nhân tạo, làm tới 4 lần thì mới được em bé hết tỷ mấy. Do vậy em thấy là thôi số phận mình cũng vậy rồi, không thể có được. Đây có là nghĩa là chính vì vậy mà em không có ý định giữ gìn đó phải không? Dạ đúng rồi. Như là không kiêng khem gì hết. Dạ. Thả luôn. Em nghĩ là mình không thể nào mà có em bé được. Mình thấy nó vừa hài mà nó vui vui. Vui chứ, vui mà với em. Rất vui mà nó bị sốc. Nó bị sốc thật sự. Cả cô ấy và em cũng sốc. Tại vì cái plan của hai đứa thì có thể là 5-7 năm sau mới có. Còn bây giờ là còn quá nhiều công việc và hai người đang ở trạng thái độc thân. Nhà ai nấy ngủ, công việc xong về ngủ, Lăng đang ngủ không lo gì cả. Thì có em bé là một cái trách nhiệm hoàn toàn mới, cuộc sống hoàn toàn mới. Và trước đó là hai người là ở riêng. Trước đó nha, nhà trước, ai trước nấy kia ở... có baby á, là ở riêng. Nhưng mà sau khi mà phát hiện có em bé rồi thì là hai người có thay đổi không? Lúc baby trong bụng thì đã thay đổi rồi. Đúng rồi. Là quyết định về ở chung để mà Luân tiện bề chăm sóc, đúng không? Em biết mình có em bé thì phản ứng của bố như thế nào? Bố em thì chắc chắn là bố em không vui rồi. Và không hề đồng ý cái việc mà chưa kết hôn mà đã có em bé thì rất buồn về chuyện đó. Chắc chắn rồi, nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ thì bố em... Bây giờ thì bố cổ yêu em hơn yêu cổ. Rồi. Nghĩa là bây giờ hai bạn đã ở chung một nhà ở quận 7 và chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà đã ghé thăm nhà rồi. Rồi, thôi bây giờ mình qua cái phần 2 đi. Bà ngoại tuyệt vời lắm. Mục đích của hai người là lên đây để mà kể tội nhau nè. Chương trình phần 2 tố cáo vạch mặt nhau. Mình dùng cái từ vạch mặt. Đó. Mặt đâu? Từ em đi Liên Thảo. Vạch mặt tật xấu của ông là gì? Tật xấu của anh. Anh Luân á, anh ấy bị bệnh phong thấp cho nên là anh ở rất sạch. Chính vì lý do đó nhưng buổi sáng nhiều khi là hai đứa ở với nhau thì em buổi sáng em hay bị đau bụng. Mà anh Luân anh ở trong nhà vệ sinh mấy tiếng đồng hồ, em bảo là anh ơi xong chưa cho em phải xin đi vệ sinh với, mà anh ấy đi vệ sinh mấy tiếng đồng hồ luôn. Nhiều lúc mà em mót lắm mà em... Đi vệ sinh mà mấy tiếng đồng hồ luôn á luôn. Dạ thường em hay viết nhạc trong... ý tưởng trong lúc mình tắm. À, bữa nay mới biết được. Nó sẽ thoải mái ra ý tưởng. Và dĩ nhiên là có hai phòng tắm mà. Thì cũng cứ dành cái phòng tắm dưới với em. Phòng trên cũng có không đi. Ủa nhưng mà cái bài mắt Natasha là ra đời trong toilet luôn hả? Dạ ở ngoài thưa anh. Ý tưởng thì ở trong nhưng mà nó ở ngoài. Phải ra ngoài. Rồi tiếp tục. Còn thật xấu vậy nè. Có một khoảng thời gian là anh bị tai nạn và bị mất trí nhớ. Chính vì lý do đó cho nên tận bây giờ anh rất là hay quên. Hồi mà mới quen nhau, đang quen nhau thì hẹn em đi chơi. Alo em bảo 10 giờ anh đến đón em nhé. 11 giờ em không thấy anh đâu, em mới nhắn tin không thấy anh trả lời. Cái 12 giờ em gọi điện, alo anh đang ở đâu đấy? Hả, anh mới ngủ dậy, hôm nay có gì không em? Xong em bảo là, ủa hôm nay anh hẹn em đi chơi mà. Em đang rất là đói, em đang đợi anh đưa em đi ăn đây. Ủa vậy hả? Sao anh không nhớ ta? Là anh ấy rất là hay quên. Thậm chí là vừa mới ăn xong một lúc sau đến chiều anh ấy đói là ủa như sáng mình ăn chưa ta? Không nhớ là đã ăn hay chưa nữa. Cái tai nạn đó mà bây giờ mà anh ấy như thế này là anh là siêu nhân rồi. Đúng rồi. Cho nên rằng cái đó là mình gác đi, không phải thật xấu nữa. Nhưng mà bây giờ có cải thiện được không Lương? Dạ phải lưu vào điện thoại. Thì cũng muốn mua cái gì đó hẹn gì phải lưu vào điện thoại. Liền. Dạ. Tôi cũng vậy nè. Nhưng mà khổ. Tôi cũng bị luôn hả? Luân. Ghi hết, anh mua này cho em nhớ nha. Xong ghi hết. Nhưng mà quên đến chỗ mua. Quá chuẩn luôn. Có những khi mà em bảo là ủa sao anh chưa mua sữa, chưa mua tã cho con vậy? Ủa em có nhắn anh mua tã hả? Có, anh kiểm tra tin nhắn đi. Anh quên mất. Cái lúc mà em mang bầu á,
anh ấy thấy em bầu vất vả quá, tại vì nặng quá rồi còn đau nhức tùm lum, thì anh luôn anh thấy thế, anh ấy bảo là sao bầu cực quá thì thương quá, mới nói là thôi em chỉ cần việc đẻ thôi, đẻ ra thì tất cả anh lo. Ôi em hy vọng mấy câu nói đấy lắm, cho đến khi đẻ em bé ra anh ấy đi mất hút, không thể ở nhà. Cũng thông cảm cho anh ấy, bởi vì là ngoài việc là vừa là chồng vừa là cha ra thì anh còn làm một người nghệ sĩ, lại còn rất là nhiều công việc, cho nên là cái khoảng thời gian dành cho gia đình rất là ít. Và chính vì thế cho nên là dù mà mới sinh em bé xong cho đến tận bây giờ thì em cũng phải là đa phần là em là người chăm em bé nhiều hơn chồng em. Và em cũng mong là chồng em có nhiều khoảng thời gian hơn dành cho hai mẹ con. Đó là phần mong muốn, đúng không? Mong muốn luôn. Dạ. Em mong muốn thay đổi luôn đi. Mong muốn luôn đi. Mong muốn là chồng ơi, bây giờ thì vợ biết là chồng là một người rất là thích làm từ thiện này, rất là thích làm những công việc xã hội. Tuy nhiên thì hai mẹ con rất là cần anh. Anh có thể nào mà bớt chút thời gian quý báu của mình để về nhà và chơi với con nhiều ăn hơn cơm, được không? Chơi với vợ, chơi với con. Vô điện thoại nha, em phải lưu cái câu này vô điện thoại. Chơi với vợ con mỗi ngày. Thậm chí là có những ngày em nằm em chăm con mà em mệt quá em nằm ngủ thiếp đi. Thế là em nằm ngủ em nằm mơ luôn, em nằm mơ là anh ấy về nhà luôn ý. Nhà em mỗi lần mở cửa ra thì sẽ có cái tiếng tò tí te. Thế là em nằm mơ là có tiếng mở cửa của anh ấy về, xong rồi anh sẽ nói là ba đây ba về rồi đây. Nhưng mà em nằm mơ về xong một lúc sau 5 phút sau là em thấy có tiếng mở cửa về. Trời em mừng quá, em mở mắt ra em chạy ra, hóa ra không phải là anh Luân mà là mẹ em về. Trời ơi. Trời thương quá mà trong giấc mơ cũng thấy luôn đó. Mong đó. Rất là mong về luôn ấy ạ. Rồi bây giờ tới Luân. Dạ. Tật xấu của cô gái xinh đẹp này là gì? Một cái tật xấu khủng khiếp đó là luôn luôn lấy tiền của em. Luôn hỏi là hôm nay em đi làm về có mệt không? Có kiếm được nhiều tiền không? Đến tháng lãnh lương chưa? Đưa em để em cất vô két. Và em luôn mua cho cô một két bự thật bự để trong phòng riêng của cổ, và hàng ngày cổ mở ra mở vô và cổ đếm luyện tập đếm hoài như là luyện tập luyện tập vì cái luyện món rồi. Nhưng cái điều hay là khi mà em đưa tiền cho cổ thì nó lấy còn lại rất khó. Dạ không, nó còn nguyên. Sao em cứ đem tâm trạng của em mà em áp đặt cho mọi người vậy Biên? Khổ ghê á. Hỏi mình hỏi mà lấy tâm trạng của mình hỏi á, tức là hạ tiền đưa đi rồi là khỏi lấy lại ha. Riêng về trường hợp mắc nai cha này nghe. Cái tật xấu là thích giữ tiền của chồng, nhưng là cái điều lạ là khi mà em cần cô lại đưa. Bất cứ gì là cô tin tưởng là em sẽ làm những cái điều đúng, những cái điều tốt. Còn những cái tật mà đáng yêu cỡ vậy trẻ nữa con không? Ví dụ như là thích chơi mấy trò mạo hiểm, cái trò đu quay chổng đầu lên rồi vậy là giống Bí Ngô y chang luôn. Hay đó. Là đứng Bí trên Ngô cao lao 12 tuổi thôi đó. Nghĩa là không thấy sự nguy hiểm, mình nhìn thấy là thôi. Lỡ khi nào mà thang nó hư hay là ốc nó rớt ra mình té cha xuống rồi thôi, không chơi. Đúng là tâm lý của người cha đó. Không, đúng là tâm lý người cha với người mẹ mà nhìn con chơi nó sợ lắm, nó đòi. Còn bà này là cứ vô là mua vé mua chơi, nghĩa là mới thấy bà ở đây mất tiêu rồi. Đâu rồi. Cô này là thuộc mua thích khám phá, thích rừng rú, thích đi phượt đi này kia, còn đứa em. Nó nít mẹ em ơi. Em thì không. Mình phải gì an toàn. Uống trà, đánh cờ, nho nhã. Trà, một sở thích rất ư là trẻ trung đó. Trẻ trung á, trà đạo, đồ này cái nọ. Rồi nè, có vô tư không? Và có bao giờ bị dính lừa không? Đó, ai? Lừa. Ai? Bạn này. Cô này bị ta lừa hoài. Giờ mong muốn thay đổi rồi, gì? Em mong muốn cổ thay đổi gì nè? Em mong muốn là cổ sẽ ít nhằn chồng lại. Em rất muốn là cổ có một cái cuộc sống nó đầy đủ. Do vậy mình phải làm việc, và em nghĩ là cái làm việc không phải là cái trách nhiệm của mình không đối với gia đình, mà đối với đối tác của mình. Cái thời gian dĩ nhiên là trong ngày lúc nào mình rảnh là mình 3 giờ em con liền. Hy vọng là bà xã em sẽ không sao chưa về nữa thế nào để cuộc đời em bớt khổ. Chị hiểu được cái quan điểm của em, nhưng đồng thời chị cũng hiểu được cái tâm trạng của Thảo. Em chưa quen được cái cuộc sống gia đình hôn nhân nó phải như thế nào. Nhưng bây giờ là nó đã ở trong quỹ đạo đó rồi, mặc dù em chưa muốn. Nhưng em phải chấp nhận là cuộc sống của em bây giờ, em, gia đình em là cái nơi cần em nhất. Xã hội cần đến em, mọi người cần đến em. Nhưng cái người cần em nhiều nhất là vợ và con của em. Mọi người nghe có vẻ giống như là em đi làm suốt này kia. Thực sự nhu cầu bà này nhiều. Cái nhu cầu bà đòi hỏi em nhiều chứ không phải là em đi xuống khổ quá. Thì cái đó là chị không biết, cái đó là nội bộ của hai đứa tụi em. Cô thấy chưa?
cả cộng đồng xã hội nhìn tôi với một thằng đi làm hoài không về với vợ con, trời ơi tôi khổ quá. Thật ra đâu phải là đi làm suốt, là do là vợ đòi hỏi nhiều và muốn thêm, đúng không? Lúc nào cũng muốn chồng mới xuất hiện ở nhà. Cô này có một cái tính vậy, nghĩa là chồng là gì? Là phải ở nhà. Hai vợ chồng phải về thỏa thuận lại. Thỏa thuận lại phải thỏa thuận lại trước khi vạch mặt nhau trên sóng truyền hình. Để mọi người không hiểu. Khóc như mưa. Ta không hiểu là chắc anh cha này đi suốt không thấy về. Trời ơi. Ta yêu là lúc nào ta cũng muốn vậy. Nhưng mà bây giờ không những vợ yêu, con yêu mình nữa. À, riêng cô bé kia là cô yêu em. Đó. Cô không yêu mẹ cổ. Và mẹ cổ thường xuyên chửi cổ và em. Hai cha con mày mặc bánh bao như nhau. Cảm ơn Sĩ Rưng, cảm ơn Liên Thảo. Chút nữa chúng ta sẽ gặp lại nha. Xin cảm ơn hai bạn. Em mới lớn mà, mới có 20-21 tuổi thôi. Mà tự nhiên có người nói thẳng ra quá, cái em mới bắt đầu bị rối. Em mới thôi thử đi, đồng ý luôn. Cái đêm đó thì tụi em cũng đi khách sạn. Thì đi từ tối đến sáng ngày hôm sau. Thì tới trưa ngày hôm sau, đến trưa ngày hôm sau thì số tập dạ 12. Trời ơi! Rồi, phá kỷ lục. Trời đất ơi, mà mới qua được có 2 ngày à, đúng không? Dạ. Mới có 2 ngày thôi đó. Trời ơi, như vậy dọn dẹp mới 2 ngày thôi, 16 tập. Dạ, tiếp theo xin mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay tiếp nữa để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Chào hai em. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thận, chào tất cả khán giả có mặt tại phim trường hôm nay. Dạ, em tên là Ngô Xuân Huy, hiện tại em 26 tuổi. Quê quán của em là Đồng Tháp nhưng mà đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, giờ mời cô dâu xinh đẹp. Dạ, em tên là Trần Thị Bảo Yến ạ. Là em năm nay là 29 tuổi. Quê quán của em là ở Đồng Tháp nhưng hiện tại em ở thành phố Hồ Chí Minh. Hai đứa là cùng quê ha. Yến và Huy. Dạ. Có phải là hai bạn quen nhau từ cái thời ở dưới Đồng Tháp không? Dạ. Hay là sau này lên Sài Gòn rồi mới quen? Dạ, em lên Sài Gòn rồi mới quen ạ. Qua thông qua một người bạn cũng từ quê Đồng Tháp lên. Thì bạn đó thì không có xe, thì mới rủ em là chở đi chơi. Thì em cũng rảnh quá, thì em cũng xách xe em chở bạn đó đi. Thì vô tình thì gặp chồng em với một người bạn nữa đang đứng đợi ở Bến Thành á. Lần đầu tiên em gặp mặt ảnh thì em có cái ấn tượng gì về ảnh không? Dạ hoàn toàn là không ạ. À. Em chỉ là tập trung với cái người bạn của mình thôi. Chứ mình không có để ý đến người khác. Tại vì người khác đều là người lạ. Cho nên mình chỉ biết đến bạn của mình thôi. Còn Huy thì sao? Dạ thì lần đầu tiên em gặp vợ em thì em cảm thấy thích. Tại vì vợ mình xinh quá. Thích liền luôn đúng không? Dạ. Rồi xong rồi là sau đó em là người chủ động cua vợ em đúng dạ, không? Dạ thì em là người chủ động. Hôm đó là bạn em mượn điện thoại để điện cho vợ em. Rồi xóa hết những tin nhắn. Rồi em mới vô tình là em nhìn ngang, em nhớ số liền. Và khi về cái em cũng có nhắn tin hỏi cái không biết ai hết trơn. Nói chung trong cái lúc đó thì cũng trao đổi cái Facebook với nhau. Thì nhắn tin trên Facebook thôi. Thì chồng em mới khi em thôi ở đó đi đợi. Thì chồng em mới hồi hộp cái gì đó không biết cái mới gọi điện thoại cho em. Em cũng bất ngờ nó ủa sao mà biết số điện thoại của mình. Thì cứ nhắn tin thì em là thích gì thì nói chuyện hoặc là gọi điện thoại. Chứ em rất là ghét nhắn tin kiểu xì tin á, kiểu lúc đó mình cũng lớn rồi. Em mới nhắn tin cô của em mới nói là thôi điện thoại hết tiền rồi cho nên là không có nhắn nữa. Cái chồng em mới nói đợi chút để bắn tiền qua cho em nghĩ bình thường thôi. Thì một chút xíu sau thì bắn qua em 50. Đây là lần đầu tiên có người mình bắn điện thoại qua. Dạ, nó em cảm thấy ấn tượng từ đó. Rồi sau đó là chắc có lẽ là các bạn hẹn hò với nhau đi ăn uống đi chơi đồ với nhau nhiều đúng không? Dạ, trong cái lúc đó là em đang có bạn trai. Cho nên là em cũng nghĩ bình thường bạn bè thôi. Nhưng mà sau một thời gian thì em với bạn trai em chia tay. Thì chồng em mới là người giống như ở phía sau á, kiểu như là chia sẻ cái này kia nọ. Thì âm thầm an ủi. Dạ đúng rồi. Thì em mới nhắn tin với chồng em kiểu giỡn thôi. Thì em nói Huy làm bạn trai Na không? Tại đến bây giờ chồng em với em cũng kêu là Na với Huy, chưa bao giờ kêu anh em hay chồng vợ được. Không muốn quen. Thì đang nói chuyện rất là bình thường, tự nhiên em thấy rất là lâu nha chị, có khoảng 5 phút không thấy trả lời em tin nào hết. Cái em bên đây là em mắc cười rồi. Là em nghĩ là trên đó chắc bên đó chắc nghiêm túc lắm. Thì em mới im lặng một hồi lâu, em mới nhắn tin một lần nữa. Thì em mới nói là Huy ơi, cái nói nghe nè. Cái nói xong trả lời thì chồng em suy nghĩ chút với chồng em nói đồng ý.
Thì cái đó là cái gợi ý thôi, em chỉ nghĩ là vui thôi chứ em không có nghĩ là quen. Cái lúc đó em nhận được cái tin đó thì em có xúc mồ hôi giống như nãy không? Dạ, khi mà em nhận được cái tin nhắn đó thấy bị rối. Rồi, xoắn não liền đúng không? À, thấy giống như là em mới lớn mà, mới có 20-21 tuổi thôi. Mà tự nhiên có người nói thẳng ra quá, cái em mới bắt đầu bị rối. Em mới thôi thử đi, đồng ý luôn. Mà sau đó thì như thế nào? Em mới điện thoại cho vợ em là hẹn đi chơi. Thì chỉ là đi vòng vòng rồi đi ăn rồi đi ra bờ sông nói chuyện thôi. Mới đầu là ra bờ sông anh giác áo phơi, rồi sau đó là đi đâu nữa? Dạ, sau khoảng một tháng hơn là lúc đó em với vợ em đi công viên. Đang đi công viên xong em thấy trời nắng quá, em nói thôi mình vô khách sạn đi. Đó. Rồi sao này, đi vô khách sạn làm gì? Và em hỏi vô đó làm gì, nó thôi trời chưa nắng quá, vô trọng tắm rồi nghỉ trưa thôi. Rồi sao? Rồi lúc đó là vô là vợ em tắm trước, rồi em mới đi ra ngoài. Xong em mới nói là thôi để tắm, vô tắm luôn. Cái nói chung là không có nghĩ là làm cái chuyện đó. Rồi tắm xong rồi làm cái gì? Na, kể đi nè. Lúc đó ổng sao? Thôi để người ta đang hứng, để người ta kể. Chàng trai mới có 21 tuổi thôi. Ngắt ngang, trời ơi. Dạ lúc đó hình như có 20 à. 20 rồi. 20 thôi. Thì vô ông đó tắm xong, chồng em tắm xong thì em lên đó ngồi nói chuyện hồi thì chồng em mới hung em. Hung rồi gì tới. Thì chồng em là còn zin. Em cướp đời trai của người ta. Dạ. Nhưng mà trước đó là em đã biết là Huy nhỏ hơn em đúng không? Dạ không, em không biết. Sau khi ra khỏi khách sạn á thì em đi ra trước thì em giật cái chứng minh. Thì em nhìn em thấy 1994. Trời ơi. Em ngỡ ngàng. Đàn em mình. Nhưng mà cũng vẫn thích, thì cái gu của em là thích trẻ trẻ. Cái lần đầu của em sao Huy? Dạ thì cái lần đầu của em nó sợ lắm, giống như là mình hồi hộp. Nhưng mà mình lúng túng, mình không biết gì hết trơn đó. Rồi cô ấy có hướng dẫn mình không? Dạ cũng có, lúc đó thì vợ em cũng có hỗ trợ. Thương cái chữ hỗ trợ á. Thương quá. Hỗ trợ mà có nhiệt tình không? Dạ nhiệt tình chứ anh. Rồi cũng bữa đó là cũng chỉ có phim nhiều tập hay là một phim là nhiều tập chiếu rạp? Dạ, một tập bữa đó thì cũng 4 tập. Đó. Tôi đang chờ phá kỷ lục số 7. chưa phá kỷ lục rồi. Sau đó thì hai đứa có thường xuyên đi như vậy không? Dạ thì khoảng vài ngày sau thì chồng em là một cái bên đội đá banh á, đá banh cũng chuyên nghiệp, thì đá banh thì rủ em đi theo. Thì cái ngày hôm đó thì cái đội của chồng em là vô địch, nên là mọi người cùng ăn uống này kia. Thì tới tối thì cái đêm đó thì tụi em cũng đi khách sạn, thì đi từ tối đến sáng ngày hôm sau, thì tới trưa ngày hôm sau thì số tập dạ 12. Trời ơi, ơi phá kỷ lục. Trời đất ơi, mà mới qua được có 2 ngày à, đúng không? Dạ. Mới có 2 ngày dạ. Thôi đó. Trời ơi, như trời vậy dọn dẹp mới 2 ngày thôi, 16 tập. Trời ơi, tức là hai đứa là quen nhau được bao nhiêu năm ta? Dạ 2 năm rồi cưới. Cưới được 2 năm rồi cưới, bây giờ cưới được 2 năm dạ, rồi. Dạ đúng rồi. Là có em bé. Dạ mà bé đầu thì được 4 tuổi. Đứa bé đầu 4 tuổi. Bé sau thì được 8 tháng. Ủa, 4 tuổi là vậy có nghĩa là dạ đó. Em lúc mà em cưới chồng em là nói chung là em là có bầu 7 tháng. Là em bạc đồ cưới là 7 tháng luôn. Trước khi làm đám cưới là đã có bầu rồi. Dạ đúng rồi. Mà gia đình vui không? Gia đình có bất ngờ hay là có mất hồn không? Dạ cái này là chồng em là người rành nhất. Sao Huy? Dạ hôm đó là em về quê thăm gia đình. Thì vợ em ở đây mới đau bụng bị tuột thai. Mà không biết không biết mới đi khám. Thì lúc đó em đang ở nhà. Thế vợ em mới nhắn là tôi có bầu 5 tháng 5 ngày rồi. Là bữa đó em cũng hoang mang. Quýnh quán chứ. Cũng sợ mà cũng chưa có nói gia đình nữa. Bữa tối đó bạn em rủ em đi nhậu. Thì em cũng đi nhậu luôn, em cũng chưa báo gia đình luôn. Khi mà em nhậu xỉn về á, sáng hôm sau em mới nói
ba mẹ ngồi đây con nói chuyện. Ngồi xuống con nói chuyện cái mẹ ba mẹ mới nói đừng nói mày đòi cưới vợ nha. Tại vì thấy nghiêm túc quá mà. Đúng không? Dạ. Rồi sao? Rồi sao? Rồi xong nói dạ Bảo Yến có bầu 5 tháng 5 ngày rồi. Mày nói thiệt hay nói chơi? Nói dạ con nói thiệt. Rồi xong cái là ba mẹ mới điện thoại lên cho mẹ mẹ vợ. Rồi nói chuyện rồi xong sắp xếp ngày đám cưới. Nói vậy cũng dễ. Rồi bây giờ nè, tới cái phần mà khui tật xấu nè. Bây giờ em đi na. Anh ấy có tật xấu gì không? Anh thấy không hiền quá trời quá đất à. Thấy vậy không phải vậy là. Nói chung thì ít nói, cũng là hiền nhưng mà cọc tính lắm. Rất là cọc tính luôn, nhưng mà được cái là thương em. Em mà vùng lên cái là xìu xuống. Bất cứ chuyện gì. Có nghĩa là kèo dưới rồi đó. Dạ. Đúng không? Tại vì rất là thương em. Chồng em ngoài cọc ra thì nhậu, nhậu rất là nhiều. Nhậu cực kỳ nhiều luôn. Dữ đó hả? Dạ. Nhưng mà nè chị hỏi nè, ví dụ như là trong cái suy nghĩ á, thì hai đứa có những cái mà nó mâu thuẫn với nhau không? Dạ có. Em bức rứt cái vấn đề đó là không có muốn chia sẻ với em. Rồi có khi nào mà buồn vợ mà bỏ bê vợ mà không thèm đóng phim không? Không có tập 1, tập 2, tập 3 bỏ luôn. Dạ. Nhất là cái khoảng thời gian sau khi sinh á. Vấn đề đó thì có. Khi có em bé đầu á thì em mập, nhưng mà em không có biết. Mình nghĩ là mình vì con thôi, mình không có chăm sóc bản thân. Thì lúc mà em sanh em bé xong thì em rất là xồ xề. Thậm chí đồ lót, đồ trong, cái gì em cũng bận theo những cái bà bỉm đó. Cho nên là một thời gian gần một năm trời thì chồng em không có, rất là hiếm đụng tới em. Thì em không có biết như thế nào. Thì có một ngày đó thì chị hai của em về á, thì ở nước ngoài về thì em mới chia sẻ thẳng luôn, có ba người. Em chia sẻ thẳng với chị em. Tính em là cái nhu cầu rất là cao. Mà chồng em lại có khi ba tuần, có khi cả tháng mới đụng tới em thì em chịu không nổi. Bây giờ em phải làm sao chị đứng giải quyết giùm em đi. Thì chồng em nói chung là cũng tức quá cũng nói ra hết. Thì qua cái lời nói của chồng em thì em cảm nhận đó là lỗi bản thân em. Là em sinh con xong thì em bỏ bê mình. Thì chồng em cảm thấy không có hứng khi mà nằm cạnh em. Sau đó là... em xử lý cái khủng hoảng đó như thế nào? Em quyết tâm em giảm cân. Rồi em chăm sóc da, rồi cũng như là đồ lót ở đồ lót bên trong luôn. Dạ, chồng em rất là thích em bận đồ ren. Rồi em thay đổi hết tất cả từ bên trong lẫn bên ngoài. Bây giờ em cập nhật hết tất cả những cái gì đẹp hay là gì đó cho bản thân rồi, mình. Hiệu quả không em? Dạ, hiệu quả cực kỳ. Và chồng em hiện tại bây giờ rất là mê em ạ. Bây giờ tới phiên Huy đó. Na có tật xấu gì không? Dạ thì vợ em thì cũng có nhiều tật xấu. Thứ nhất là rất là ham ngủ. Có thể ngủ tới 12 giờ trưa, 1 giờ chiều. Rồi tật xấu nữa là vợ em không có biết gì về gia đình hết á. Nấu nướng không biết nấu, giặt đồ không biết giặt luôn. Không giặt chứ không phải không biết, không giặt luôn. Vấn đề đó em làm hết. Vợ em là không phải người của gia đình. Việc ở ngoài rất là giỏi nhưng mà việc gia đình không biết. Em trong lòng em có mong muốn vợ em thay đổi điều gì nhất? Em thì em mong vợ em biết chăm sóc gia đình hơn, biết nấu cơm cho chồng và chia sẻ chuyện nhà với em thôi. Em chỉ cần như đó là đủ rồi. Còn Na? Dạ, em thì em mong muốn chồng em là bớt nhậu đi, biết chia sẻ thì mới hiểu nhau. Chứ không nói em đâu có biết đâu. Bây giờ chị nói hai đứa nha. Hiện giờ á, đứng về mặt nhân dáng mà nói đó nghe, là em trẻ hơn chồng em. Thực sự từ cái chuyện đó nó dẫn đến cái chuyện như sau. Có nghĩa là khi em đã chấp nhận bạn này là chồng của em rồi thì bạn này phải là cây tùng cây bách ở trong gia đình. Và em phải cho bạn một cái cảm giác là bạn là người chủ gia đình. Và em phải tin tưởng hoàn toàn vào bạn về cái gọi là giống như là cái trụ cột trong gia đình của mình. Và một cái góp ý nữa là nếu được thì tụi em thử đi. Có thể gọi là ba với mẹ. Ba ơi, ba Huy ơi, đưa cho mẹ Na cái này để chi? Để cho con em nó thấy. Nó thấy cái sự quan trọng của cái người cha ở trong cái gia đình này. Đó là về phía mình, về phía Na. Còn về phía em thì nếu như vợ em muốn là em cởi mở với cổ thì em thử làm lại đi. Em sẽ chia với vợ em đi để vợ em hiểu em hơn. Đó thì chị thấy như vậy là tụi em quá là hoàn hảo rồi. Rồi cứ thay đổi thử. Nhất là cái cách xưng hô. Bữa nào á em về em thử Na, đó anh biểu coi, ví dụ vậy. Anh nói là em là một đứa lăng nhăng rồi này nọ, anh nói nặng lắm. Nên là em không có giải thích gì hết á, em cúp máy luôn. Rồi sau đó như thế nào? Chia tay. Sau đó là em chia tay anh này luôn. Bao lâu?
em chia tay liền luôn, chia tay trong vòng 6 tháng. Nhưng mà chẳng qua là tại vì mình ghen quá, tại mình xấu quá mà vợ mình là đẹp quá nữa, xấu quá mà. Buổi tối anh nằm mơ hay sao anh đập búp. Thôi rồi, đau thôi. Dạ đau anh, em tức quá. Em kêu vợ cho bằng được luôn. Vậy cái ủa sao vậy? Ủa có chuyện gì vậy? Mặt ngây thơ không biết gì hết. Kêu anh nằm mơ. Tới đến ngày hôm sau búp. Ủa chứ mơ đêm nào mơ đánh lộn vậy đó. Dạ có trời. Hai đêm mà xong về sau em tức quá, em đánh lại quá trời luôn. Và bây giờ thì Quốc Thuận xin mời quý vị khán giả đang trong trường quay, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Xin chào hai em. Xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận, xin chào quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay cũng như quý vị khán giả đang xem chương trình qua màn ảnh nhỏ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trần Hữu Duyên, năm nay em 26 tuổi, em hiện tại đang là nhân viên kinh doanh của công ty Hyundai Trường Chinh. Em là người gốc ở Sài Gòn. Thế còn em? Em xin kính chào tất cả mọi người. Em xin tự giới thiệu, em tên là Vũ Ngọc Vy, 26 tuổi, hiện là bác sĩ khoa gây mê hồi sức bệnh viện Nhi Đồng 2. Em sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Duy và Vy, hai em là gặp nhau và quen nhau trong trường hợp nào? Tụi em gặp nhau năm 2008. Lúc đó là tụi em đi chơi những cái buổi sinh hoạt hè chung với nhau. Thì em là bên đội của mấy bạn nam, còn vợ em là bên đội mấy bạn nữ. Thì lần đó là em gặp vợ em xong thì em đã bắt đầu cảm thấy thích rồi. Khi đó vợ em mới nói một câu là: ê, cầm giùm cái giỏ coi. Em cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Thì em cũng đứng đó, em lấy giỏ, em nhận giỏ. Xong rồi thấy vợ em cười với em một cái, em nói xong rồi, tiếng sét ai tin. Cái giỏ đó là chắc có chứa sét luôn á. Xẹt một cái là dính luôn. Vậy thì còn em thì sao? Em nhìn anh này em có ấn tượng gì về anh không? Lúc mà đi thi bên công tác đoàn á, mình vô mình thi đấu gấp quá rồi mà chỉ có muốn mình anh đứng ở cái chỗ đó thôi. Thế là em đi ra em kêu là: ê, cầm dùng cái giỏ coi, em quăng đùng cái cho anh này anh cầm luôn. Sau đó em cười với một người khác, em cười với nhỏ bạn em mà ảnh tưởng em cười với ảnh. Trời. Rồi sau đó là như thế nào? Bao lâu thì các bạn mới quen nhau? Dạ thì với em với vợ em á thì em tự quy định ngày đó là em coi như là ngày quen đầu tiên của em luôn. Nhưng mà em phải có một cái chiêu gì đó để mà em chinh phục người đẹp này đúng không? Dạ đúng rồi, thì do là lên cấp 3 á, hồi cấp 2 thì tụi em học chung với nhau, nhưng lên cấp 3 thì mỗi đứa học ở một trường khác nhau. Thì từ trường của em qua trường của em là khoảng 5 cây số. Nhưng mà có một câu chuyện rất là vui, có nghĩa là ở đây khi mà trường em mà vừa đánh trống cái tung một cái là thầy cô chưa kịp báo là hết bài, là ở đây là em đã xong xuôi hết tập vở trong bỏ vào ba lô. Và tức tốc là trong vòng 7 đến 8 phút là em xuất hiện ở bên trường của vợ em. Trời ơi, nhanh như chớp ha. Tức tốc đạp một cách mà phải nói là nếu mà hồi đó mà có mấy anh huấn luyện viên của đội tuyển xe đạp trẻ có thể thấy em, chắc cho em vào đội tuyển xe đạp của thành phố luôn. Luôn, chinh phục cúp vàng luôn á. Có phải là vì lý do đó mà em ngã với anh này không? Dạ thì trước giờ đi học á thì đưa rước toàn là ba em đưa rước thôi, nhưng mà từ lúc mà có bạn đến bạn chở đi học rồi thấy bạn cũng kiểu ngoan ngoãn hiền lành không có ý đồ gì hết thì ba em kêu là vậy thôi bạn chở đi học luôn đi, thì cứ đi với nhau một thời gian vậy nó thành thói quen luôn. Bao lâu thì hai em mới chính thức là yêu nhau? Tụi em vợ em ở đây á là không có xác định rõ ràng là mình mối quan hệ như thế nào, thì chính vì vậy cái một lần em nhớ không lầm á là năm đầu tiên của lên đại học, vợ em lại có thêm nhiều mối quan hệ hơn nữa. Có một người anh kia theo đuổi vợ em. Ảnh cũng vừa giàu nè, đẹp trai, phong độ, mà lại học đại học trường y nữa, theo đuổi vợ em. Thì lúc đó mình vẫn chưa có được vợ xác nhận là quen. Lúc đó mình tự nhiên cái ghen anh. Bữa có một lần có một người bạn vô tình á, người đó nói lại với em: ê, tao thấy con Vy nó mới, thằng đó mới chở con Vy về kìa. Trời ơi, em là không cần xác minh cái gì hết, gọi điện thoại cho vợ em. Trời ơi, giống như là bao nhiêu giận ba máu sáu cơn lắc ào ra hết, chút hết lên người vợ em mà không cho vợ em nói một cái gì luôn. Anh này thì anh nói kiểu lớn tiếng á, mà em mà nghe thoại ai mà nói lớn tiếng á là em không cần biết nội dung, em sẽ tắt máy đầu tiên. Sau đó anh này anh chưa đâu, anh gọi lại mấy lần nữa. Rồi sau đó anh nhắn tin, anh nói là em là một đứa lăng nhăng rồi này nọ, anh nói nặng lắm. Nên là em không có giải thích gì hết á, em cúp máy luôn. Rồi sau đó như thế nào? Chia tay. Sau đó là em chia tay anh này luôn. Bao lâu?
Em chia tay liền luôn, chia tay trong vòng 6 tháng. 6 tháng, trong 6 tháng đó thì... Em sao, lúc em sống chết rồi, sống dở chết dở rồi. Lúc đó là vẫn còn rất là thương, thương quá, vẫn còn thương. Nhưng mà chẳng qua là tại vì mình ghen quá, tại mình xấu quá mà. Mà vợ mình là đẹp quá nữa. Xấu quá mà. Xấu ơi là xấu. Giận quá mất khôn. Lúc mất khôn em làm sao mà... Thì em á, thì vẫn cứ theo đuổi vợ em. Thì vẫn cứ là nhắn tin qua lại. Thì nhưng mà do là em nhắn tin á, thì tin nhắn nào của em đến á, thì vợ em đều xóa hết. Nên những cái gì mà em muốn giải thích hoặc là muốn giảng hòa thì đều, vợ em đều không chấp nhận. Thì trong cái khoảng thời gian chia tay á, thì giống như em không có quan tâm đến bản thân mình lắm á. Kiểu như là mình cứ cắm đầu vô học này nọ. Thì có một hôm đi trên đường mà đi học từ thư viện về á, là khoảng 9 giờ tối, gần 10 giờ. Thì khi mà em về tới nhà thì em bị kiểu chưa về tới nhà đâu, em bị đau bao tử á. Thì em mới gọi điện thoại cho những người quen, em đưa ra một cái list ưu tiên 1, 2, 3, 4, em gọi hết luôn nhưng mà không có ai ra được. Thì em mới nhớ tới anh này mà một cuộc ảnh ra liền luôn. Dĩ nhiên rồi, trời ơi, người ta chờ có nhiêu đó. Cơ hội. Lúc đó em vẫn có lý trí lắm nha. Có nghĩa là khi mà em chạy ra thì em nghĩ nếu bây giờ mình đi ra một mình thì mình sẽ phải đi chung với vợ mình về. Nên lúc đó mặc dù là 9 giờ rưỡi tối rồi nhưng mà em vẫn gọi điện thoại cho một người bạn thân của em, là kêu là ê, mày giúp giùm tao, bây giờ hiện tại là Vi đang đau bụng quá, không có thể nào mà di chuyển về được, thì mày có thể lên với tao hai thằng kè Vi về không? Em nói với bạn em là một đằng như vậy thôi, nhưng mà thật ra là em đang lợi dụng nó để lên trên đó, nó đi xe của em về, còn em đi xe em chở vợ em về. Wow. Cái câu chuyện này cái người bạn nó biết không? Dạ, người bạn đó chắc hôm nay em chia sẻ mới biết, chứ lúc đó không biết luôn. Nhưng mà chắc là bạn đó đến khi mà xem chương trình này rồi mới biết đúng không? Dạ, bạn đó đang có mặt ở trường quay. Đâu bạn nào đâu. Tôi hy vọng là bạn hãy nên đè nén cái cơn giận lại. Đừng có nhào lên đây quánh bạn của mình nha. Coi như tụi em lấy nhau bao lâu rồi? Dạ, tụi em lấy nhau đến đây là khoảng 8 tháng. Trời ơi, quen một thời gian dài, dằng dặc vậy đó. Mà mới cưới đây. Dạ. Từ 8 tháng. Trong 8 tháng qua thì các bạn có vỡ mộng gì về người bạn đời của mình hay không? Dạ, thì vợ em á, mỗi lần mà khi giận thì sẽ không bao giờ nói ra. Thành ra là mình cảm thấy có lỗi mà, nên là bằng mọi giá là em phải xin lỗi. Nhưng mà xin lỗi của vợ em á, thì không đơn giản là ví dụ câu chuyện đó em vi phạm một lỗi thì em xin lỗi lỗi đó là xong, không có đơn giản gì đâu. Em phải ngồi em phải liệt kê ra là em bị cái lỗi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cái tự nhiên từ có một cái lỗi nhỏ cái lòi ra đâu ra 8, 9 lỗi lớn. Dòng ở dưới nó có mấy cái vô cộng nữa đúng không? Một cái thứ hai nữa là vợ em rất là vui. Bình thường vợ em á, ngồi mà ngoáy mũi ra không sao. Không có em ở đó thì vợ em rất là bình thường. Có nghĩa là vẫn lấy khăn giấy nhẹ nhàng rồi chùi rồi lại đi vứt rác. Nhưng mà có em thì vợ em xong móc ra: chồng ơi, màu gì vậy chồng? Hôm nay nó lỏng hay nó đặc vậy chồng? Đã vậy thì đơn giản thôi. Chồng ơi, lấy cái tay của chồng á, chồng chiết tay. Chồng chiết vô khăn giấy giùm vợ nha. Cứ lần nào có em là 10 lần là y chang 10 lần là vợ em làm hành động đó. Nhưng mà cái đó em rất là thích. Tức là đến cái phần mà mong muốn thay đổi là không bao giờ muốn không muốn làm. Thay đổi. Cái đó là một cái mà duy trì cho cái mối quan hệ vợ chồng á, lúc nào nó cũng vui vẻ vậy. Rồi còn em, giờ tới phiên Vi đó. Dạ, anh này á thì em không biết ở nhà như thế nào, nhưng mà khi đi với em á là quần áo thẳng tắp luôn, thơm tho. Mà em về tới nhà á thì em ở chung em mới biết anh này á là ảnh mặc đồ xong, mỗi ngày ảnh mặc một bộ, nhưng mà ảnh mặc xong rồi ảnh sẽ treo lên một cái cây treo đồ trong nhà. Thì em khi mà em vừa mới bước về nhà á, em thấy cái cây treo đồ nó đầy đồ luôn, thì em mới không biết được là đồ đó mặc bao nhiêu ngày rồi. Thì em mới cầm hết đống đồ đó đi em giặt hết. Anh này về anh giãy nảy lên, anh nằm lên giường giật đùng đùng lên. Ừ. Anh nói tại sao cái quần đó mới mặc 2 ngày mà giặt rồi, phải mặc đủ 7 ngày em mới giặt. Rồi tiếp đi em. Tiếp anh này anh lấy em về được 1 tuần là anh đánh em rồi. Ủa nha, là anh nằm cạnh, anh không có cho mỗi đứa nằm riêng ra, phải nằm lên tay, giơ tay vậy nè, nằm lên nằm sát vô. Buổi tối anh nằm mơ hay sao anh đập bụp. Trời ơi, đau không? Dạ đau anh, em tức quá. Em kêu dậy cho bằng được luôn. Vậy cái ủa sao vậy, ủa có chuyện gì vậy, mặt ngây thơ không biết gì hết, kêu anh nằm mơ. Tôi đến ngày em sau á, ủa chị mơ đêm nào mơ đánh lộn vậy đó. Dạ có 2 đêm mà sau về sau em tức quá, em đánh lại quá trời luôn. Mơ đánh lộn với khách hàng hay sao? Dạ không phải, lần đầu nghe vợ kể á là ủa sao đòi chồng đánh vợ, thì em vẫn chưa tin, nói sao mà đánh được, thương còn không hết làm sao mà đánh được. Cái lần thứ hai cũng vậy, nhưng mà lúc sáng dậy thì thấy mắt vợ bầm.
Với lại cái nhẫn của em này quấn lúc mà ấy thì có xẹt một cái đường ngay trên mặt vợ em. Trời ơi, thì lúc đó thì em mới tin là do tối mình ngủ thì mình có cử động tay chân, nhưng mà do là em là người chơi vận động nhiều nên nhiều khi là mình không có kiểm soát được. Bây giờ vậy thì em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Dạ thì theo em thì em mong muốn vợ em á là biết quan tâm đến sức khỏe mình nhiều hơn xíu. Thì vợ em là đang có giống như là đau bao tử á, đau mà đau quặn quằn quại luôn. Nhưng mà không, vợ em vẫn không thay đổi được cái thói quen đó. Tại vì mình sắp tới hai vợ chồng mình đang cũng rất là mong muốn là có em bé, thì vợ hãy chăm sóc bản thân mình nhiều hơn xíu nữa để mà sau này có con thì mình còn chăm sóc cho con được. Còn vợ thì mong muốn chồng thay đổi điều gì? Em thì mong muốn chồng em thay đổi là gọn gàng một chút, ảnh chăm sóc cho bản thân ảnh tốt hơn á, ảnh gọn gàng hơn thì mai mốt ảnh mới phụ em chăm sóc cho em bé được. Thứ hai là muốn anh này ảnh kiểu năng động lên, có nghĩa là khi mà mẹ chồng em nói cái gì đó hoặc là khi em nói cái gì đó thì ảnh sẽ làm liền, còn anh này ảnh kiểu ảnh đợi nói cả 5-6 lần ảnh mới làm á, thì cứ từ từ. Dạ đúng rồi, ảnh cứ từ từ á, tính ảnh hơi lề mề một chút á, cho nên em muốn ảnh thay đổi cái tính đó, nghĩa là nhanh nhẹn hơn. Thực ra hai bạn đây là một cặp đôi rất là thành đạt luôn, cả hai vợ chồng. Bây giờ cái điều mà các bạn mong muốn nhất đó là có một đứa con. Yeah. Để cho ông bà nội, ông bà ngoại gọi là thỏa mãn. Yeah. Đúng không? Yeah. Và chắc chắn là khi mà các bạn có con rồi thì hạnh phúc sẽ nhân đôi nhiều hơn. Yeah. Là bởi vì cả hai bên gia đình cũng đang rất mong mỏi cái điều đó. Rồi, cảm chúc em hạnh phúc nha. Rồi, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Rồi, chào em. Nên tôi hôm lại gặp nhiều trục trặc. Dạ, rất là hồi hộp, chẳng biết làm gì hết. Nhưng mà cũng may á là sau tiệc cưới á, thì là tối đó là tụi em đi karaoke với một đám bạn thân. Thì có một chị đã lập gia đình rồi, thì chị mới tâm sự với em. Em mới ngồi, em nói, chị ơi, tụi em quen lâu vậy đó nhưng mà chưa gì hết trơn. Tối nay em biết sao nữa, em lo quá. Chị bảo là phải như thế này nè, như thế này. Tối về có chuyện đạt không? Dạ. Cái đêm hôm đó thì phải nói là em rất là rung bừng bực luôn á. Hầu như là em tới nhờ vợ giúp đỡ. Hai tụi em chắc là nói nhiều hơn hành động. Trời ơi. Wow, một cặp vợ chồng rất là trẻ trung. Đúng mới rồi. Bước ra tưởng đâu hot boy, hot girl không à. Hai em có thể giới thiệu về mình. Em tên là Nguyễn Anh Đức, em 27 tuổi. Thì nay là giáo viên và ngoài ra còn làm MC nữa. Wow, giáo viên và MC hàng gì cũng giọng rất là ẩm. Anh loát quá. Nhưng mà 27 tuổi như vậy là em quá trẻ so với lứa tuổi của mình đó. Dạ. Nhìn chị tưởng tụi em cỡ 21, 22. Hai nói vậy chứ. Vậy hả? Còn em? Em tên là Huỳnh Mỹ Diệu, năm nay em cũng 27 tuổi. Hiện là giáo viên và là diễn viên múa. Wow, đây nè, bây giờ để có thể là em có thể đoán cho em biết là chắc có lẽ là Diệu đi múa trong một cái đoàn nào đó và trong một chương trình nào đó và vô tình gặp ông xã của Diệu đúng không? Thật ra không phải vậy, tụi em gặp nhau cách đây là 10 năm. 10 năm? Dạ, tại một ngôi trường cấp 3. Dạ, 17 tuổi đúng không? Dạ không, 15 tuổi. 15 tuổi? Dạ, thì em cưới được 2 năm. Là đã cưới nhau được 2 năm. Quen nhau 10 năm, cưới 25 tuổi thì lấy nhau. Chắc chắn cặp vợ chồng này sẽ có rất nhiều điều thú vị đây. Lúc đó hai đứa học lớp 10 và hai đứa học khác lớp nhau. Hôm đó thì ở trường tổ chức cuộc thi văn nghệ, thì em có nghe nói là cái lớp bên cạnh có cô gái nó hát hay lắm. Thì bắt đầu là em thăm dò đối thủ của mình. Dạ. Là em được, em là người đại diện cho lớp em. Dạ đúng rồi. Còn bạn này là người đại diện cho lớp bạn. Dạ. Hai bạn coi đối thủ của mình sao đó phải không? Dạ. Thì sau cái cuộc thi văn nghệ đó thì em cũng không để ý tới ảnh đâu. Vì người gì đâu mà nhỏ xíu lùng kịp. Ông nho ông nhát à. Lúc đó anh nướng em bằng em mà. Nói thật ra em chưa có dậy thì nữa. Trời ơi, chưa dậy thì. 15 tuổi. Dạ em cao khoảng 1m45 mà nặng khoảng dưới 40kg thôi. Trà. Dạ. Là bé nhỏ thiệt. Nhưng mà được cái là lúc đó em hát ở phòng trà, cho nên là lúc đó em biết chạy trước rồi chưa có diện. Cái gì, lớp 10 là đấy đi hát phòng trà. Lúc đó chưa vỡ giọng nên hát giọng nữ. Có nhớ là lúc đó anh hát bài gì không? Hát chẳng hạn như là Trống Vắng. Em hát thử bài Trống Vắng rồi. Ở đây sao trống vắng, nhớ em anh buồn, buồn vì em. À, hay quá. Chị muốn nghe đối thủ hát coi sao. Lúc đối thủ là hát nhạc của ai? Dạ thì em vẫn hát nhạc học sinh thôi. Lúc mà thi văn nghệ thì em hát bài Phố Xa. Phố Xa. Em dạ. Nghe câu phố xa ngỡ như thân gần, đi bên em chiều trên phố vắng, mơ về một ngày có mưa em đêm. Về về cái nhìn ban đầu về chồng em, chắc có lẽ là chồng em ngày xưa chắc cũng tươm tất, cũng lịch thiệp giống như bây giờ đúng không? Dạ, cái lúc mà đi học là mặc quần ống le, dày mũi nhọn vậy nè. Rồi tóc thì chải chuốt,
lúc nào cũng bóng loáng trơn á, và xịt dầu thơm thơm phức luôn. Kể cho tụi chị nghe cái ấn tượng đầu tiên mà lúc mà hai đối thủ gặp nhau á thì như thế nào? Thấy cô bạn rất dễ thương, rất là hiền nữa, cho nên là lúc nào em thích đối thủ của mình. Rồi lúc đó sao? Tại vì anh cũng nhét lắm, cũng chẳng đi. Dạ, hôm đó em nhớ là đang ngồi tại ghế đá trong sân trường, ảnh chạy lại bất chợt thì đưa cái gói quà cho em rồi chạy mất tiêu luôn. Em chưa kịp ngẩng mặt lên để nhìn là ai đã tặng nữa. Ảnh thường xuyên là như vậy, anh mặc dù là đứng gần khoảng có 2 mét thôi mà anh cũng không dám tặng quà nữa, anh phải nhờ người khác tặng. Em ngại mắc cỡ tại vì mối tình đầu nữa mà, cho nên em mà chưa có kinh nghiệm gì cả. Cái lần đầu tiên á tụi em có thể tiếp cận ngồi gần nhau để có thể nói bằng lời được. Yeah. Thì lúc đó nó như thế nào? Lúc đó thì sang nhà người bạn ăn uống, thì sau khi ăn xong á thì em thấy bạn của em đi ra ngoài võng ngồi, thì lúc đó em mới mạnh dạn mon men đi theo để ra ngồi chung. Anh khều cái vai em kìa, ê cho ngồi ghế dưới. Em cũng nhích qua cho ngồi mà mình im lặng một hồi, xong rồi mới quay qua mới nói ức đi yêu y yêu gì. Có hiểu không? Cái gì nói lớn dạ, em nói là ức đi yêu y yêu gì. Ủa ông nói tiếng nước nào? Cái đó là tiếng lóng mà phổ biến 10 năm trước. Rồi anh hỏi em có hiểu không? Em cứ giả vờ, nói gì chẳng hiểu gì hết trơn á. Em hiểu rồi. Không, không, anh hồi nãy là anh dùng cái từ giả vờ, có nghĩa là em đã hiểu mà em giả bộ đúng không? Dạ tạm thời là em cũng hiểu. Bắt em nói lại nhiều lần đến nỗi mà em bực nhưng mà em lại ngại không dám nói thật. Thì lúc đó thì có một người bạn sau lưng mới la lớn lên à, thằng Đức nó nói yêu dịu đó. Nhưng mà em cảm thấy là hơi bị nhục bởi vì tỏ tình cũng để người khác nói dùm nữa. Chưa chịu đồng ý nữa. Lúc nào thì mới đồng ý? Dạ phải nói là đợi năm sau nữa để xem thái độ của em thế nào. Đó là lớp mấy? Lớp 10 gặp nhau. Lớp 11 mới nói được câu đính lóng đó. Rồi đợi lớp 12 mới cho đồng ý là yêu. Thì trong khoảng thời gian mà tụi em hẹn hò đó, anh nói là anh không biết chạy xe đạp, toàn là em chạy không mà em chở. Có một lần đó là có hai cái anh chàng anh chạy lên anh cứ ghẹo em. Anh nói bé ơi em dễ thương quá. Thì ngồi đằng sau tức lắm chị. Thì hai người này thấy vậy thì cứ chạy theo, cứ trêu, cứ nói là bé ơi bé chở em trai đi đâu vậy? Em trai em dễ thương quá. Trời ơi, lúc đó anh ngồi sau lưng em nhéo bạn gái em. Dạ. Anh ngồi sao không nhéo không ngắt thằng kia không? Em tức lắm nhưng mà là lúc đó mình chưa vậy thì chưa còn nhỏ con, cho nên mình không có dám phản ứng lại, mình sợ mình sẽ đánh không lại người ta. Đúng rồi. Cho nên mình im luôn, ngồi yên cho mình cứ nhéo bạn gái mình kìa, gì người ta gọi kìa, ta gọi kìa. Trời ơi, chắc vậy dở luôn cái eo á. Vừa chạy đến trường á thì em xuống xe, ảnh giận ảnh ngồi hoài trên xe, anh không chịu xuống vậy đó. Em như trẻ con á, giận ngồi. Nó là trẻ con chứ còn như gì nữa. Dạ. Rồi không lẽ tới bây giờ vẫn không biết chạy xe đạp? Tao có vụ án đó. Là em tức là quyết tâm em tập đạp xe đạp để không bao giờ cho bạn gái mình chở mình nữa. Vậy hả? Rồi chồng của em lúc đó thì quá trẻ con, vậy thì bao lâu thì em mới thấy được một cái sự thay đổi? Sau khi học hết cấp 3 thì em cảm thấy ảnh càng ngày càng trưởng trẻ. Nói nghe nè, hỏi câu tế nhị nha. Ở cái tuổi khoảng chừng 20 cho đến 25 là đã tương đối là chững chạc nếu như lúc đó bắt đầu yêu đúng không? Yeah. Và có thể hiểu biết được những cái kiến thức sơ đẳng nhất trong tình yêu hôn nhân. Vậy thì chị rất là muốn biết là tụi em có giữ gìn được cho nhau cho tới cái lúc tụi em cưới nhau không? Rất là trong sáng chị ơi. Cái thời gian đầu là em chưa dậy thì chắc chắn là không làm được gì rồi. Khi mà dậy thiệt phải cái lúc không bác sẽ em hiểu. Thật ra nè, bây giờ anh không muốn hỏi là trong cái giai đoạn là dậy thì nữa, mà bây giờ anh muốn hỏi cái giai đoạn dậy rồi. Em dậy thì rồi á, trong cái tư tưởng của em phải gọi là cổ hủ phong kiến á. Em không muốn đi xa. 100% là tình yêu của tụi em trong sáng, nó ngây thơ lắm. Tụi em giữ gìn cho nhau. Có đêm tân hôn không? Dạ có đêm tân hôn nhưng mà đêm tân hôn lại gặp nhiều trục trặc. Dạ rất là hồi hộp, chẳng biết làm gì hết. Nhưng mà cũng may á là sau tiệc cưới á, thì là tối đó là tụi em đi karaoke với một đám bạn thân. Thì có một chị đã lập gia đình rồi, thì chị mới tâm sự với em. Em mới ngồi em nói chị ơi, tụi em quen lâu vậy đó nhưng mà chưa gì hết trơn. Tối nay em biết sao nữa, em lo quá. Chị bảo là phải như thế này nè, như thế này. Tối về có truyền đạt phải không? Dạ. Cái đêm hôm đó thì phải nói là em rất là rung bừng bực luôn á. Hầu như là em phải nhờ vợ giúp đỡ. Hai tụi em chắc là nói nhiều hơn hành động. Trời ơi. Sau khi cưới nhau rồi á thì em có nhận ra được cả chồng của em có một cái điều gì đó nó khác hơn so với trước đây không? Thì mới bất ngờ là
ảnh thích xem hoa hậu. Ảnh cực kỳ thích xem hoa hậu. Bây giờ thậm chí anh hỏi ảnh xem là người nào tên gì, hoa hậu đó đăng quang năm nào, giải gì là ảnh nói được hết. Anh thấy đàn ông mà mê xem hoa hậu là chuyện bình thường, anh cũng đi xem bình thường thôi. Chị hơi thắc mắc vậy nè, em mê hoa hậu như vậy tại sao không có ý định đeo đuổi một cô hoa hậu nào mà em lại là đeo đuổi vợ em suốt 10 năm như vậy? Em đầu tiên là tại lúc em mới 15 tuổi là em đã bị vợ em chiếm trọn trái tim rồi. Cái thứ hai là cái chiều cao của em không cho phép khi mà quen với lại người mẫu hoa hậu. Em lùn quá mà. Rồi chồng em ngoài mê hoa hậu ra thì chồng em còn có cái tính gì đó không? Ảnh cực kỳ kỹ tính, anh kỹ đến nỗi mà tóc em rụng xuống, ảnh lực lực anh chạy lại anh lụm, anh bỏ vào sọc rác. Kèm theo cằn nhằn nữa, tóc gì mà rụng hoài. Dạ. Hồi nãy giờ vợ em nói ưu và khuyết của em rồi, bây giờ vợ của em là khuyết và ưu của vợ em như thế nào? Vợ em thì là một người hay giận, giận vô cớ nữa. Em đi đâu không nói cũng giận, em làm gì không bảo cũng giận. Nhiều khi học sinh gọi điện thoại cho em hỏi thăm bài vở rồi cũng giận nữa. Em cũng không hiểu sao là học sinh lại quý ảnh như vậy nữa. Nhiều khi ảnh đi dạy về thỉnh thoảng cứ đưa một cái lá thư tỏ tình, đưa một món quà học sinh tặng. Thấy chưa? Và không ngừng ở đó, có một số học sinh gọi hỏi trực tiếp: thầy ơi, bây giờ con yêu thầy tính sao? Thầy mà em biết là học sinh nó ngây thơ lắm, nó chỉ nói vậy thôi chứ nó không nghĩ sâu xa đâu. Chắc không đó, học sinh ngây thơ. Em sao vậy? Tự nhiên em đốt nhà người ta. Em hay quá ha. Bây giờ hôm nay nồi nói chuyện với nhau là có cái gì phải nói quỳnh tẹt ra, đúng không? Yeah. Đó, anh muốn nghe một cái tật xấu gì đó của chồng em mà là trong đời sống hàng ngày mà em phải gặp. Cực kỳ nóng tính. Cái gì có người này mà nóng tính? Ví dụ như mình đang nói chuyện như thế này, thí dụ rồi mình gọi thì anh nói là đang bận rồi, mệt quá lát nói đi. Nhưng mà thực ra với cái điều em kể chị thấy là đâu có nóng đâu. Em mà khi mà dựng lên hay là nổi nóng á là đồ đạc nào gần tay em là em cầm em chọi hết. Và em chọi chỗ khác chứ không có chọi vợ em. Ghen vợ hả? Dạ ghen chứ. Ví dụ như là lúc nào cũng muốn vợ xinh đẹp, đồ đẹp, váy có đi khác để tôn dáng vợ lên. Thế mà đi ra đường á, ai mà liếc mắt nhìn cái là kéo áo lên, kéo váy xuống, khép chân lại. Thôi vậy kể từ lúc này anh chỉ nhìn em thôi, anh không bao giờ nhìn vợ em nữa. Vậy thì cái tính hay ghen của em á, em có kiểm tra vợ không? Chắc là vợ kiểm tra em. Kiểm tra em hả? Em thường xuyên gọi điện thoại, ủa anh đang ở đâu vậy? Anh đang làm cái gì vậy? Anh đi với ai vậy? Anh ăn gì chưa? Lúc đó là em bực bội đó. Tức là vợ thì kiểm tra chồng bằng cái hình thức đó. Dạ. Rồi có khi nào em bị chồng kiểm tra trên một cái hình thức khác chưa? Đó. Chồng em kiểm tra, chắc chỉ kiểm tra răng em. Ủa là sao? Anh quá kỹ tính và quá sạch sẽ. Nên một ngày anh bắt em đánh răng 2-3 lần. Tối mà em hỏi mà đánh răng chưa, mà giả bộ mà nói đánh rồi là em sẽ kiểm tra. Vậy em nhìn nó làm cái đánh răng chưa là rồi liền. Hèn gì nãy giờ nhìn vào hàm răng vợ bạn thiếu trắng tươi à. Trời ơi. Vậy bây giờ đó thì em muốn vợ em có những sự thay đổi gì? Bớt giận vô cớ lại, cho em cái sự thoải mái á. Thế còn em muốn hay chồng em thay đổi cái gì? Bớt nóng tính lại, chịu khó lắng nghe vợ. Chị chưa gặp một cái cặp lạ lùng mà nó lạ kỳ mà nó thi vị như là cái cặp vợ chồng của tụi em. Tại vì tụi em đã trải qua một cái quá trình gắn bó 10 năm yêu nhau như vậy. Đó là một cái khoảng thời gian mà nó không phải là ngắn, nhưng mà nó đặc biệt hơn những cái tình yêu khác là vì nó xuất phát từ lúc mà em còn là gọi là thiếu nhi đó, cho nên là em giữ gìn nhau nó cũng chẳng khó khăn gì. Bởi vì sao? Ghen của vợ em á, nó là một cái bản năng của phụ nữ. Tất cả các bà vợ trên đời đều có những hành động cử chỉ đó khi còn yêu chồng mình. Nhưng ngược lại, chồng em mà nhiều học trò thần tượng như vậy, có nghĩa là chồng em là một người rất là tốt, người thầy rất là tốt. Trên cái chuyện đó là em thấy ảnh diện nghe, đã chứng kiến vậy thì rồi nè, đã chứng kiến trưởng thành rồi nè, bây giờ chứng kiến nhau lúc mà thành lão đi coi nó ra làm sao. Cảm ơn chị. Mỏi quá, 3-4 giờ sáng rồi mệt quá rồi. Ngủ luôn. Ngủ tới 7-8 giờ sáng dậy rồi vợ em mới khều nó, giờ em về. Em mới tức. Em tức tụi mình. Mày làm gì sao? Cái kiểu vậy á. Đối thoại với chính mình. Dạ dạ. Nhưng mà khi đó mình lỡ đóng tròn, phải đóng tròn cái vai đúng không? Mình phải đóng kịch, đóng cái vai người tử tế. Trong lòng như thế, sao không làm gì tôi đi trời. Xong giấc ngủ là thăng luôn, thăng à, tới sáng. Dạ, rồi khi đưa em về á thì em nghĩ trong lòng anh này tốt. Nhưng mà đâu có nghĩ là ở trong bụng ổng đang gài kế để dụ mình đâu. Em hỏi anh làm gì vậy? Em nói tôi nằm mơ thấy cô ngoại tình nè. Tôi biết cô nhắn tin với ai, tôi mới nằm mơ tôi thấy cô ngoại tình. Trời ơi. Mộng ghen. Ông tưởng tượng ông là ông có thằng giao cách cảm á. Mộng ghen.
Mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Trời ơi, hai vợ chồng đẹp đôi quá trời quá đất luôn. Dạ. Nha. Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Em chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Em là Kiều My. Năm nay em 26 tuổi, hiện em đang làm việc và sinh sống tại Sài Gòn. Em làm công việc gì vậy? Dạ, kinh doanh nông sản về tất cả các mặt đậu với lại bột, gạo, đồ. Gì à? Dạ, bò sỉ. Ngũ cốc đúng không? Dạ, đúng. Mà đúng. Ở đâu vậy? Dạ, ở quận 5 ạ. Ở quận 5 phải không? Gần Thuận Kiều Plaza không? Dạ, đúng. Trời ơi, vậy là hàng xóm rồi. Thôi vậy mời đêm nay đi coi kịch ở chợ lớn luôn đi. Okay. Rồi, mời em. Xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Trọng Sang, năm nay em 28 tuổi. Em hiện đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn luôn. Nói chung là hai vợ chồng em là chung nghề. Coi như là chung nghề bởi vì dễ kiểm soát nhau lắm nghe. Lần đầu tiên hai em quen nhau là như thế nào? Nói chung là lần đầu tiên á, em quen anh này á, là gọi là không có ấn tượng gì hết á. Mà mình ghim là ổng ghim nữa. Mà quen ở đâu? Tụi em chơi quen nhau ở trên mạng. Thì có cái anh chủ lúc ở đó, ảnh mời em vô. Tháng sau ảnh nhắn tin là ảnh hỏi em thì em có vô đi. Dạo này em đang ế phải không? Chị, em quay qua em nói ủa sao biết em ế? Ông nói thôi vô đi, lúc này trai đẹp nhiều lắm. Ôi, cái máu ghê, cái máu mà nổi mê trai á. Mê trai á nghe là răng răng. Em bay vô liền. Em nhắn tin, em nhắn mà cái kiểu dạng như cái bản tính em nó hòa đồng á. Giống như là ai mình cũng thân hết á. Em nhắn tin hồi cái ông này nè, từ đâu ông chui vô, ông thả thính. Người yêu á mà không nhắn tin với mình 6 tháng á, có phải là bị đá không? Em hỏi mọi người thính như vậy. Trong khi đó em quay qua em hỏi anh ơi, anh im luôn, không trả lời em luôn. Cái giống như là mình là cái con người vô hình vậy đó. Im luôn. Có phải là Sang lúc đó là đang bận coi như là chit chat với những cái phòng khác không? Dạ, tại vì em có thói quen á là em vô một cái group đó thì em thấy là những cái bạn gái mà vừa mắt mình á là em nhắn tin hết. Hết. Dạ, em rồi. Nhắn thường là thí dụ như là thiên thần là có thật hay là em có bản đồ không, anh có anh bị lạc đường rồi, kiểu vậy thả thính vậy. Thì em cũng thấy bạn này thì cũng dễ thương. Em mới nhắn là em ở đâu, anh phi châu tới đón. Nhưng mà vợ em thì nhắn tin là em ở quận 12. Rồi em luôn chị. Em không trả lời. Em một phát một ba ngày sau mới trả lời. Mày xa quá đúng không? Xa quá. Là lúc đó là chập hai là em ghim ở trong lòng rồi đó. Chủ trương của em là không quen xa, tại vì nhiều khi em lười quá. Rồi vậy thì làm sao mà các bạn đến được với nhau? Anh trong kể. Một cái lần up lúc cái lớp của em á là được một cái là hay tổ chức ca hát lắm. Để thỏa mãn đam mê á. Thứ nhất là em cũng đam mê hát hò. Rồi em dựa vào cái thế mạnh đó đó để em cưa gái. Thì em thấy chỉ có mỗi vợ em á là dễ thương thôi, đẹp. Mà bắt đầu cái em thể hiện rồi em hát hò rồi cái kiểu là em lúc nào cũng tập trung và em nhìn để em chiếm lấy trái tim. Lôi kéo đối tượng đó. Lúc đó thì em thực sự là em bị ảo tưởng. Em bị ảo tưởng là em hát quá hay. Tại vì thực sự là em hát không hay đâu. Nó không phải nói là dở. Nhưng mà sau này khi em hỏi vợ em á, anh hát có hay không? Thì vợ em nói là anh hát hay lắm. Nhưng mà cái lý do tại sao vợ em khen vậy, tại vì vợ em hát quá dở. Vợ em hát quá dở nên thấy ai hát cũng hay hết. Thì ra là vậy. Dạ. Sau cái buổi hát đó thì đi tăng hai, đi ăn lẩu thôi. Ăn lẩu thì em ngồi đối diện vợ em, mà có cái anh bạn kia anh cũng thích vợ em, ngồi kế vợ em nữa. Nhưng mà vợ em không thích, vậy em đuổi ra. Anh đi chỗ khác đi. Cái buổi tiệc đó là có uống rượu bia vậy không? Dạ không. Sau tăng hai đó thì tới tăng ba. Tăng ba thì em hỏi là em về một mình vậy có nguy hiểm không? Có cần anh đưa về không? Thì vợ em cái kiểu cũng bật đèn xanh đó. Nói ơi, khuya rồi chị em đóng cửa không có mở đâu. Mẹ em khó lắm, mẹ em dặn nếu mà đi chơi là phải về trước 12 giờ, sau 12 giờ là đi luôn đi được có về. Đúng không? Dạ, kiểu kiểu vậy á. Dạ. Thôi để anh tiễn em về. Mà về đâu thì không biết. Rồi coi như là về đó. Em về đó là về quán cà phê. Cà phê em với vợ em nói chuyện tới 3 giờ sáng luôn. Không có gì để nói nữa, mòn mỏi. Thì vợ em bắt đầu mới lên tiếng nói là thôi giờ em buồn ngủ á. Thôi em mình đi ngủ đi. Đó, dạng vậy đó nè. Rồi, kiểu này vô rồi. Vô rồi. Thì bắt đầu em cũng chở vợ em đi vô khách sạn. Lúc đó em tính bỏ ga. Nhưng mà bỏ ga cái kiểu mà mình đóng kịch thôi, mình cứ tử thế vậy á. Khi mà em bỏ khỏi cửa thì vợ em nói anh ở lại với em, tại vì em sợ ma lắm. Đó, rồi thì em ở lại thì vợ em tấn cái gối giữa.
Tướng gối giữa thì em hai đứa cũng nhắm mắt ngủ. Nhưng mà cái trong cái lòng em á, là em nghĩ là thì lỡ vô nằm giả bộ nhắm mắt chút xíu thôi rồi mình tính sao. Nhưng mà do mòn mỏi quá 3-4 giờ sáng rồi mệt quá rồi ngủ luôn, mà ngủ luôn, ngủ tới 7-8 giờ sáng dậy rồi vợ em mới khều nó giờ em về, em mới tức, em tức tụi mình mày làm gì sao cái kiểu vậy á. Đối thoại với chính mình. Dạ dạ. Nhưng mà khi đó mình lỡ đóng tròn, phải đóng tròn cái vai đúng không, mình phải đóng kịch, đóng cái vai người tử tế là đúng rồi. Dạ. Người tử tế, một thanh niên trong sạch. Dạ dạ. Nghiêm túc. Lúc mà chồng em ngủ luôn không làm gì hết, cảm giác em sao? Mình thì nói chung là nhiều khi em ngủ nhưng mà trong lòng như thế sao không làm gì tôi đi trời, xong giấc ngủ là thăng luôn, thăng dạ, tới sáng luôn. Dạ. Rồi khi đưa em về á thì em nghĩ trong lòng anh này tốt, nhưng mà đâu có nghĩ là ở trong bụng ổng đang gài kế để dụ mình đâu. Thì mình nghĩ trong bụng là anh này tốt, chắc mình phải tìm hiểu ghi điểm đó đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Đâu có nghĩ là ổng đưa em về, tưởng đâu ổng đưa hết đường, hết đi về tới nhà đâu, đưa tới nửa đường ổng quay đầu xe ổng bay về luôn rồi. Ổng sao quá em rồi. Em nói thôi giờ nhà em có việc thôi anh về trước, thôi để hôm khác mình gặp sau. Nhưng mà thực chất là khi mà chạy ra ban ngày như vậy á, em thấy da giờ em trắng lắm. Em thấy em thích, em nói trời ơi đúng mẫu người mình rồi. Rồi lúc đó em mới mở lời, em mới nói là thôi anh với em về đổi avatar nhau đi. Tức có nghĩa là quen nhau đó. Đổi avatar thì từ đó là quen nhau luôn đó chị. À vậy dạ. Đó hả? Trời ơi, cái buổi đầu tiên gặp nó cũng trất quớt quá ha. Cái gì dài gì em quá cái dạ. Là lúc đó em suy nghĩ về giới tính rồi đó. Bạn này cái phong cách, bạn cái style bạn cũng ngon lành lắm. Nhưng mà cái kiểu mà trắng trắng hơi công tử chút, mình đang suy nghĩ là mình có quen nhầm người không trời. Mình đang suy nghĩ cái trắng công nữa. Dạ. Em không công dạ, đúng rồi. Rồi cái lần đầu tiên mà dẫn về nhà nữa, vừa dẫn về cái cô người làm á, bà nói Sang ơi sao tao nhìn mày giống BD quá vậy, tự nhiên sáng xuống đi làm tự nhiên tha son chi vậy má, đó môi đỏ chói. Trong đầu mình suy nghĩ lại nữa, cái giới tính của ổng nó cứ làm cho mình phân vân á, nó có 50-50 dạ, hay không á. Dạ. Xong cái lúc đầu mà quen nhau lâu á, một tuần dặn một lần giận hờn. Dạ. Ổng có một bạn rất là thân thì ổng cứ nhắn tin với người ta hoài. Người đó nhắn ông này trả lời, mà mình thì nhắn tin cho ổng á thì ổng không có trả lời liền đâu, thủng thẳng không trả lời. Dạ đúng rồi. Em tức mà em ghen luôn. Nhiều khi em mới nhắn tin em hỏi là anh ơi, nhiều khi em không biết em là bạn gái của anh hay là cái bạn đó là bạn gái của anh. Cái người bạn trai kia lý do gì mà em lại bên trọng bên khinh với cái người bạn gái này của em? Dạ tại vì cái người bạn đó là nói chuyện với em rất là hợp, mà và nói nhiều cái chủ đề lắm. Nói chuyện trên trời với đất đủ thứ vấn đề hết á. Giống như là hợp gu á. Còn vợ em thì hạn hẹp hơn, không có nói chuyện cởi mở với em mấy vấn đề đó hơn. Nhưng mà tại vì đa số anh có nói với em đâu, anh nói với bạn anh không à, anh chặt với bạn anh không à. Chị hỏi cái người đàn ông đó đã có vợ chưa? Dạ bạn đó còn độc thân, bà bằng tuổi em luôn. Nhưng mà, tới bây giờ luôn nhưng, dạ, nhưng tới mà... bây giờ luôn. Rồi sau khi mà em test chồng em đó thì á, em có thể bây giờ khẳng định một câu giùm cho chị với anh Thuận là cho yên tâm là cái người đàn ông này 50-50 hay là 100% thuần chủng? Dạ em còn 98%, còn 2%. Nghe thì vẫn còn nghi ngờ 2%. Các em là yêu nhau bao lâu thì mới cưới? Dạ 3 năm. 3 năm. Ủa nhưng mà là em có lúc trước khi yêu á, là em có thường xuyên về quê của vợ không? Dạ có, về quê vợ là một cái kỷ niệm đáng nhớ. Quê vợ em thì nó không xa lắm đâu, mà nó nằm ngoài đảo á chị. Đảo đó là thuộc tỉnh Kiên Giang. Phú Quý hả? Dạ đảo Hòn Nghệ. Hòn Nghệ. Em lên xe em cứ hỏi hoài, em cứ hỏi là tới chưa em, tới chưa em, sao lâu quá vậy. Vợ em cứ nói chút nữa, gần thấy anh. Sắp tới rồi đó. Sắp tới rồi, cứ vậy hoài à. Thật ra tới nơi là tới cái bến phà. Có nhiều cái ghe lắm, mà cái ghe lớn không mà tàu đánh cá đó. Thì em cứ lúc đó em thấy rất là háo hức, em nói là nào giờ là mình không có đi biển mà đi ra đi cái kiểu tàu vậy, thấy nó cũng lạ thú vị, thử trải nghiệm coi sao. Nhưng mà đợi một hồi lâu á, thấy đằng xa tự nhiên thấy cái chiếc ghe có chút xíu nhỏ lại đó. Dạ ghe, mày, ghe nhỏ lại như cái xuồng. Dạ cái xuồng ba lá em nhắc nè. Bắt đầu em bị tụt cảm xúc, bị hụt thở luôn. Trời đất ơi, nghĩ sao đi cái ghe mà cái giữa biển mênh mông vậy. Mà lúc đó là 5 người cộng thêm là cái cha cái ông cha của vợ em đích thân ra đón. Dạ mà ngồi bao lâu mới tới nhà? Hình như là 2 tiếng đồng hồ. Dạ lên trên biển không? Lên trên biển rồi. Từ lúc cứ cưới nhau giờ là về được mấy lần rồi? Dạ cũng nhiều rồi. Em bây giờ là có thuyền lớn luôn chưa? Dạ chưa. Vẫn vậy đúng không? Dạ. Nhiều khi em đi đường xa bực bội vậy, nhưng mà khi em thấy cha của vợ em á, thấy chất phát á,
thấy hiền, rồi thấy trên cái chiếc ghe nhỏ đó một cái người đàn ông mà lên đên giữa biển vậy để mưu sinh vậy, em thấy thương vợ. Em thấy thương vợ, thương cho gia đình vợ em hơn. Lúc đó là em mới bắt đầu là em bắt đầu có suy nghĩ là cái người này nè, mình phải đặc biệt với mình rồi đó, mình phải chở che, dạ, phải bảo bọc. Nhưng... cái tình yêu của hai đứa nó cũng dễ thương đáng yêu quá. Lấy nhau được mấy năm rồi? Dạ được 2 năm. 2 năm có em bé chưa cưng? Dạ có một bé gái. Một bé gái rồi, vậy là 100% rồi. Đó, ở đâu ra mà 2 có nghĩa là gì nữa? Bây giờ tới cái phần em biết cái chương trình Vợ Chồng Son cái đặc sản là gì không? Dạ. Cái phần gì biết không? Bóc phốt nè. Bóc phốt, bóc phốt. Dạ. Đó. Đang mặt đó. Sao Sang? Có thật xấu gì không Sang? Thú vị lắm nè. Thật xấu cũng nhiều lắm. Vợ em á thì em nhà em là cái tánh em á là thích gọn gàng, kỹ nữa. Mà vợ em thì hay bừa bộn á. Em hay kêu là cái này sao em không dọn đi, cái kia không dọn đi, thì vợ em lúc nào cũng hứa hẹn á. Trả giá hẹn giờ không ạ, chút đi, để chút đi, từ từ đó. Mà từ từ là không có làm. Mà khi mà em làm á, em làm thì em mới càm ràm. Có gì thật xấu nữa là, thứ hai nữa là hay đem điện thoại vô nhà vệ sinh lắm. Là ở lâu lắm đúng không? Dạ ở lâu lắm. Như vậy là hại sức khỏe với lại không có được vệ sinh. Dạ lắm. Không phải đâu, tại vì em ngoài cái phụ ổng kinh doanh cái mặt hàng nông sản, còn cái phụ là em kinh doanh online thời trang. Nhưng mà mình phải trực cái điện thoại 24/24 để trả lời tư vấn khách. Thì mỗi lần mà ăn cũng cầm điện thoại, ngủ cũng cầm điện thoại, đi toilet cũng phải đem theo cái điện thoại nữa. Rồi em nữa? Có ghen với cái điện thoại không? Dạ không, em người thoải mái lắm, em không ghen đâu. Nhưng mà vợ em thì ghen dữ lắm. Từ lúc mà lấy về á thì Facebook của em á coi như là em không dám like ai hết trơn. Fan nữ là chắc bị unfan hết đúng không? Dạ, có như là không có giảm tương tác á. Hình em đăng thì dưới 30 like. Rồi trước khi có vợ là chắc 100+ đúng không? Dạ dạ, cũng tầm tạm vậy. Còn 30. Trai nhắn tin với em thì ổng cầm cái máy, ổng trả lời, ổng hẹn người ta ra, ổng đòi đánh người ta mới ghê. Mà cái thằng kia 6 múi, to con vậy nè, ổng đòi hẹn, mày ra đây đi, tao quất mày liền. Chị nghĩ cái thân hình vậy, ra đấm một phát, một nằm sách, xả lai luôn. Là ổng ghen với em đúng không? Dạ. Nhân đây chuyển rồi đó, chuyển qua em đó. Bây giờ tật xấu ổng là gì? Dạ, tật xấu thì có cái tính là kỹ. Kỹ mà tới má chồng em á, mỗi lần mà lên nhà chơi á, vịnh cái tay vô tường cúng cho nữa. Sợ dơ tay dơ tường. Rồi mỗi khi mà sinh em bé á, tóc em hay rụng á, mỗi lần rụng cái ổng lấy cái chổi ổng quét, ổng lụm, ổng quét, ổng lụm, ổng quét, ổng lụm. Em nói trời ơi anh ơi, sinh tóc rụng là chuyện bình thường, thì bây giờ đợi từ đây tới tối đi quét cũng được. Ổng nói trời là trời, biết cái tính anh kỹ mà, đi tới đâu tóc rụng tới đó. Rồi có cái tật lảm nhảm nữa, nói cái gì làm, kêu em làm cái gì mà em chưa làm nữa là lảm nhảm lèm bèm á, bị dạ, bệnh lèm dạ, bèm á. Dạ có cái tật đó đó. Còn cái tính xấu cực kỳ luôn là chuyên gia làm buổi sáng tới buổi chiều, cái mùi cơ thể á, nó hôi á, rồi cái quần á, ổng đi tắm á, ổng cởi cái quần ra, ổng được ổng chạy vòng cái nhà vậy đó, rồi ổng phải chùm lên, ổng chùm lên cho mình bằng được đó. Dạ thì nhiều khi á mình quẩn á, mình đứng mình coi tivi á, thì á ổng chùm lên cái hai tay đứng sọt vậy nè. Còn á mà có cái ngày mà đút cơm cho con ăn á, biết ổng chuẩn bị đi tắm cái clip qua không con, rồi chuẩn bị chạy ngược chạy vòng cái nhà, mà ngược chừng nào chồng được cái quần vô cái đầu em thì thôi. Còn thêm một cái tật bệnh nữa là sao? Ngủ nằm mơ thấy em ngoại tình, sáng sớm 4 giờ chui vô góc ngồi lướt cái điện thoại vậy nè. Em hỏi anh làm gì vậy? Em nói tôi nằm mơ thấy cô ngoại tình nè, tôi biết cô nhắn tin với ai, tôi mới nằm mơ tôi thấy cô ngoại tình. Trời ơi, mộng ghen. Ông tưởng tượng ông làm ông có thằng giao cách cảm á, mộng ghen. Tự nhiên sáng sớm dặn mình vô điều kiện luôn, dặn em là giống như là 2 ngày là đi ngang nhau, là hay hát cái bài mình bước qua đời nhau á anh. Hát cái bài gì đó đó. Rồi nhưng mà bây giờ còn bệnh đó không? Dạ vẫn còn. Chừng nào mơ, chừng nào mơ mới bệnh nó mất. Mà có mơ thường xuyên không? Dạ lâu lâu thôi. Lâu mơ. Nhưng mà ổng ngoại tình nhưng mà kêu tên con khác là sao? Em không có không có ngủ nằm kế em mà kêu mà kêu tên con nào á, em mới giật đầu không ngờ vậy. Rồi em có ghen ngược lại không? Dạ không. Vậy là cái tên đó là tên kiếp trước của em đó. Hay quá. Bây giờ em mong muốn chồng em thay đổi cái gì? Nói chung là chồng em hoàn hảo hết rồi, không có cái gì hết. Nhưng mà cái tật lẩm bẩm hay lẩm nhảm á, thì em nghĩ là lèm bèm. Thì đó, cái chắc đó, cái kiểu mà không thay đổi được đâu. Bớt cái lèm bèm đi đúng không? Em thì em cũng mong là trên chương trình này anh bớt, anh lảm nhảm giùm em đi. Tại vì á, có con nó khóc vô cái lỗ tai, giờ anh mà lảm nhảm nữa cái là em bảo đảm với anh là tháng sau em đi vô nhà thương điên chắc luôn á. Rồi giờ tới Sang, em mong muốn cô ấy thay đổi điều gì?
À, em muốn vợ em á là dành thời gian nấu ăn nhiều cho em hơn. Tại vì em biết á là giữ con á, giữ em bé á, thì rất là áp lực. Với lại nó mệt lắm, nó cực lắm. Em mong muốn là sau này thí dụ như con của em lớn á thì vợ em sẽ dành thời gian nấu ăn nhiều hơn. Ừ. Chứ bình thường ăn cơm cực tiệm không. Ủa con hai mấy tháng? Quải quá dạ, không? Dạ 13 tháng nó chạy nhảy đúng dữ rồi. Lắm. Đâm ra cái đó mình phải dành thời gian cho bé nhiều bạn hơn. Bạn này á thì mong muốn được ăn cơm của vợ nó. Bạn này là mẫu đàn ông của gia đình đó nha. Ăn cơm dạ, của vợ nó. Nói chung là từ cái lúc mà quen em á là hành hạ em dữ lắm, đi ăn cái gì là sai em lấy đồ rồi sai mà giống như là một con ở gì đó. Thì bây giờ cưới là trách nhiệm người phụ nữ là ảnh là người đứng đầu quản từ, hết từ khi mà dạ. Từ khi lấy về á là nó bị lật kèo, bị lật ngược thế cờ đúng không? Là mọi thứ là em làm hết. Ừ. Tập trung thời gian để lo cho bạn nhỏ của mình. Dạ. Nghe, và bạn nhỏ lớn lên chút nữa thì cô ấy sẽ sắn tay vào bếp rồi nấu những cái món ăn thật ngon để mà phục vụ cho anh. Đúng dạ. Rồi. Xin cảm ơn hai em. Cảm ơn tụi em nhiều.